Rồi, thân chào anh em nha. Đây là một cái máy cậu lúa bánh xích. Thì máy này em giao về chợ Vinh ha. Đây, để trước em rửa rồi em sẽ quay kỹ cho anh em xem về cái chi tiết của máy này nha. Trong đây thì hơi tối. Thì bắt đầu để xem quay nha. Em nó lôi nó ra ngoài đây ha anh em. Đây là cơ bản cái máy chở lúa rồi ha. Đây. Để tay em nhắn vô luôn nha. Đây, giờ rửa lại cho sạch sẽ nha. Giới thiệu với anh em thì mẫu máy chở lúa. Đó. Thì mình xài là mình xài động cơ mới 100% luôn nha. Con lăn là con lăn của DC70 hết nha anh em. Thì em quay kỹ cho anh em xem. Gầm ở đây gầm rất là thoáng nha. Lăn là lăn tốt hết nha, lăn lợ tốt hết toàn bộ luôn. Két nước mới và động cơ mới. Động cơ tương đương với 65 mã lực. Chút nữa là em sẽ lên. Ê, lật cái này lên này dơ nè. Để rửa trong đó đi. Thì khởi động là không vấn đề. Còn hộp số là hộp số mới 100% luôn. Đó. Như anh em thấy ha. Rồi cái cổ lúa này em giao về chợ Vinh nha anh em. Thì đi chung với cái máy gặt lúa. Bây giờ bắt đầu lên máy thôi. Cái địa chỉ của công ty mình ha là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Người ta có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạt liên hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.